Chào anh em nhá. Shop Tân Ánh gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong một cái clip ngắn này xin giới thiệu với lại tất cả các bác các anh em trong hộ nuôi ong, chơi ong, săn ong, bắt ong, những cái phụ kiện và ngành ong mà shop đang cung cấp nhá các bác nhá. Đầu tiên là phục vụ cho các bác gọi là đi săn ong, săn ong, bắt ong, tìm ong, thì đó là hai cái mẫu quần áo bảo hộ nhá. Cái mẫu đầu tiên thì là cái mẫu rèn ri, là các bác đã quá quen thuộc rồi, phụ kiện như thế này. Chất liệu là bằng da nhá, chất liệu bằng da này đây. Đấy, các bác xem sơ là các bác đã nắm được rồi, chất liệu bằng da này, ủng liền mũ đấy. Thế còn một cái bộ thứ hai, hàng cao cấp hơn rất là nhiều mà các bác đang mong đợi rất là lâu rồi, đó là cái bộ bằng vải. Bộ bằng vải thì các bác lưu ý là nó không có phụ kiện đi theo, không có bao bì, chỉ có như này thôi đấy nhá. Hàng này hàng gọi là hàng may gia công, số lượng nó có ít thôi, không có nhiều đâu. Đây các bác nha, cái này thì anh em mong chờ rất là lâu. Đối với bộ này thì cực kỳ là bền, các bác mặc vào nó mềm, nó dẻo, leo trèo cây rất là dễ, các bác có ôm cây tụt xuống thoải mái, không bị rách, không hỏng nhá, và cũng rất là liền, quần áo mũ mít là kín hết nhá. Tiếp theo là tới những cái phụ kiện cho các bác bên ngành nuôi ong mật, lồng lấy mật nhá. Rất nhiều các phụ kiện cho các bác như là cái mũ chống ong đốt, cho các bác làm đơn giản thì các bác dùng cái mũ này nhá. Cái mũ này thì là các bác nhìn này, hàng thì là hàng thực tế, có như nào thương hiệu các bác như vậy. Chất liệu vải rất là dày, vải màu rèn ri như này đấy, vành đạt cái đường kính là 40 phân, đấy, 40 phân trở lên đấy, đó là 40 phân đấy nhá, 40 phân. Lưới thì là phía trước mặt nó sẽ là màu đen, giúp cho các bác quan sát nó dễ hơn đấy. Và cái dây này các bác thắt vào cổ, thắt vào cái cổ áo này thì đảm bảo cho các bác ong là không bay vào mặt mình được. Thế đây là cái mũ không nhé. Thế còn các bác nào mà muốn dùng cả áo cả mũ thì sẽ có là các bác là cái áo liền mũ, áo liền mũ nhé, áo liền mũ. Bình hun khói này, bình xịt khói chống ong đốt này, dao cắt bít cho các bác quay mật, hàng đặt, hàng rèn, hàng thép nha các bác nhé, rất là bén, rất là dẻo. Cái này lưu ý nó là thép đấy, nó là thép không phải là sắt đâu, nó bén cực kỳ đấy nhé. Dao cắt bít này, kim di trùng nhé, kim di trùng các bác nhé, giúp cho các bác làm chúa đấy, kim di trùng, hàng đạt tiêu chuẩn đúng của công ty ong Việt Nam nhé, kim di trùng này nha các bác nha, kim di trùng nha. Rồi lồng nhốt chúa cho các bác làm chuẩn bị thay chúa nhá, lồng nhốt chúa. Đối với cái lồng nhốt chúa này là cái lồng nhốt chúa làm theo hình thức thủ công, cũng khá là tỉ mẩn đấy, và nó đạt được nhiều cái ưu điểm cho các bác, đó là nó có những cái khe hở như này thoáng, giúp con chúa nằm ở trong này là con ong thợ vẫn bón cho ăn được. Thế trường hợp mà các bác mà thay chúa không thành công, chúa nó mất hoặc là nó chết, nó không thành công ấy, thì các bác phải thả ngay con chúa này ra, thì không là sẽ nó bị tan mất cái đàn nhé. Bác làm chúa mà không được ấy, thì các bác thả con chúa này ra lại. Thế nếu mà làm chúa được rồi thì mình sẽ nhấc con chúa này ra bỏ đi. Đây gọi là lồng nhốt chúa làm thủ công bằng kẽm. Cái này các bác rất là đơn giản nhé, các bác chỉ cần chắn cái miếng bìa này lại là rất là ok rồi. Thế còn trường hợp là anh các bác là hay chơi cái lồng nhốt chúa bằng nhựa ấy, là rất là nhiều bất tiện đấy, là nhiều khi là con chúa nó hay bị chết đấy. Thế rồi thùng quay mật, thùng quay mật cho các bác thì như clip trước tôi đã giới thiệu kỹ với các bác rồi. Cái thùng này là cái thùng gọi là hàng cao cấp nhất cho các bác để các bác lựa chọn. Cái thùng ngoài ấy là bằng inox không hít, gọi là inox loại xịn nhất này nhá. Thế còn ruột trong ấy là toàn bộ xương trong này cũng bằng inox hết, inox hết nhá, trục inox hết, bánh răng là ba bánh răng hỗ trợ bằng bi to. Loại này là loại cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Thế còn các bác mà muốn dùng cái loại giá bình dân hơn thì các bác sẽ liên hệ với shop để các bác đặt là lấy cho tôi cái loại mà inox hít thôi, xương ở trong là bằng kẽm thôi, thì giá thành nó sẽ rẻ đi nhá các bác nhá. Thì đây là tôi cái giới thiệu cái loại thùng đẹp nhất cho các bác lựa chọn. Thì nhiều khi các bác có điều kiện là chơi cũng chơi đồ đẹp nhá. Thế đây là những cái phụ kiện phục vụ cho các bác nuôi ong mật này, các bác tìm ong, bắt ong. Lưu ý các bác nhá, hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác liên hệ
trực tiếp cái số điện thoại này nhá. Nhá. À, các bác lưu ý này, quần áo bắt ong, những cái phụ kiện nhỏ kia này các bác cứ đặt hàng, thanh toán hàng COD khi các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng. Còn riêng cái thùng quay mặt này ấy, là nó rất là cồng kềnh. Cái cước phí gửi đi cho các bác là khá cao. Thì khi các bác mà đặt hàng cái thùng này ấy, thì các bác vui lòng cào cho shop vào cái thẻ điện thoại để lấy gọi là cái tiền trách nhiệm nhận hàng. Còn nhiều khi là cái mặt hàng to như này, tiền cước nó hết đến mấy trăm nghìn, gửi đi các bác đến tay các bác thì các bác lại lý do này lý do kia các bác không lấy hàng, thì thiệt hại cho shop rất là nhiều nhá. Các bác lưu ý kỹ này, mua thùng quay mật thì phải cào thẻ để đặt cọc nhá, đặt cọc lấy trách nhiệm để lấy hàng thôi. Thế còn những cái món phụ kiện khác thì các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán COD nhá. Thế mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp đến shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Các bác lưu ý shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nha Nam Tân Yên Bắc Giang nhá các bác nhá, Nha Nam Tân Yên Bắc Giang. Thùng quay mặt đây, quần áo bắt ong, đồ phụ kiện các bác làm ong nuôi ong mật nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Hàng thì rất là nhiều các bác nhá, cả một xe luôn, phục vụ cho anh em thoải mái luôn, các bác đặt hàng thoải mái. Rồi xin cảm ơn.